Kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết này không khí lạnh hoạt động yếu nên gió trên hầu khắp các nơi thuộc Biển Đông, trong đó có cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều không mạnh, phổ biến chỉ có cường độ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Thời tiết ở cả khu vực phía Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển huyện đảo Trường Sa đều ở trạng thái tốt. Trời phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho sự di chuyển của tàu thuyền, cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị và bà con đến với dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị, khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay, ngày mai cũng như một vài ngày tiếp theo, gió có hướng Đông Bắc đến Đông, duy trì ở cường độ yếu, chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4 và sóng biển thấp dưới 2 mét. Từ nay đến khoảng sáng ngày 9 tháng 2, thời tiết phổ biến ít mưa, tuy nhiên vào buổi sáng sớm sẽ có sương mù khiến tầm nhìn giảm. Vùng biển ở khu vực miền Trung, khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Định, Phú Yên, bao gồm tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Gió có hướng Đông Bắc đến Đông ở mức cấp 4. Còn khu vực từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, gió Đông Bắc mạnh hơn ở mức cấp 5. Sóng biển có lúc cao trên 2 mét, phần nào ảnh hưởng đến tàu thuyền có trọng tải nhỏ. Thời tiết ở các vùng biển này chủ yếu không mưa, ngày có nắng và tầm nhìn thông thoáng, vậy nên các hoạt động hàng hải có thể hoạt động bình thường. Khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào cho đến Cà Mau. Gió Đông Bắc luôn là nơi có cường độ gió mạnh hơn các vùng biển ven bờ khác. Tại đây, gió Đông Bắc trong đêm nay và ngày mai có cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển ở đây cao từ 2 cho đến 3 mét, biển còn động. Từ ngày 6 tháng 2, cường độ gió Đông Bắc ở đây sẽ giảm dần, thời tiết dần ổn định trở lại. Chuyển sang khu vực biển phía tây của Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, cũng như tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc. Từ nay đến Tết, thời tiết sẽ ổn định, trời nắng ráo, tầm nhìn thông thoáng và gió thổi nhẹ, biển êm, nên vẫn là những điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của tàu thuyền, cũng như các hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển này. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và bà con có sự chuẩn bị tốt cho hành trình ra vào các đảo trong hôm nay và ngày mai. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.